Xin kính chào tất cả quý khách hàng, các cô chú và anh chị em đến với kênh Hồng Thanh Hàng Thùng. Em xin kính chúc tất cả quý khách hàng có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Các anh chị cô chú đang theo dõi video của em Thanh có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo 0832625789 để em Thanh tư vấn và gửi hàng cho mọi người. Và tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh của em mà mình chưa có bấm đăng ký kênh thì vui lòng bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video của em Thanh lên mỗi buổi sáng hàng ngày ạ. Hôm nay thì em Thanh sẽ lên các mã áo gió hàng của Hàn và hàng của Nhật. Hôm nay thì nó là hàng tuyển chọn đầu mùa các anh chú ạ, rất là đẹp. Và em Thanh sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc khi anh chú mình đặt hàng và nhận hàng. Còn trong trường hợp các anh chú mình đặt hàng nhưng vì một lý do bất khả kháng mình không nhận thì vui lòng thanh toán phí ship giúp em Thanh là 30.000 ạ. Và em không để các anh chị cô chú chờ đợi lâu, em đi vào chi tiết sản phẩm ngày hôm nay. Hôm nay em Thanh sẽ lên là mã P các anh chú nhá. Đầu tiên mã P1 ạ. Vai 48, bụng 55 và dài 72 ạ. Vai 48, bụng 55 và dài 72 các anh chú nhá. Một con áo với tông màu của nó sẽ là tông màu đen, chất vải cực kỳ dày dặn luôn. Em gọi là áo gió nhưng thực ra con này nó là dạng áo phao mỏng. Áo phao mỏng các anh chú ạ, bởi vì ở trong ở giữa ấy, thì nó sẽ có bông nhá. Và phù hợp với các anh chú mà tầm trung tuổi. Con này thì rất là mới và đẹp các anh chú ạ. Đó, nó sẽ là phía bên ngoài nó là cái lớp vải nó hơi bóng nhẹ này, cực kỳ đẹp luôn. Phía bên trong nó lót lụa xịn sò nhá, và phần ở giữa thì nó sẽ là có lớp bông mỏng ạ. Để các anh chú mình mặc như hôm mà thời tiết hơi se lạnh. Và con này thì cái form dáng nó là áo cổ trụ, áo của Hàn các anh chú nhá. Áo của Hàn sẽ có hai túi ở bên ngoài, hai túi đứng như thế này. Khóa của nó, khóa đây, con này là hiệu Indian các anh chú ạ. Rất là dày dặn luôn, có đầy đủ túi ở phía trong đây ạ. Đây, hàng của Hàn. Hàng của Hàn nhá các anh chú ơi. Con này độ mới rất là cao và đẹp. Và phù hợp với các anh chú mà tầm 50 tuổi trở lên. Kiểu dáng của nó thì nó sẽ là may dáng tay suông có cúc bấm, có cúc bấm hai nấc như thế này các anh chú ạ. Mã P1, vai 48, bụng 55 và dài 72, con này rất là mới luôn và nó sẽ dày dặn ấy. Em này sẽ có giá là 450.000. Mã P1 ạ. Vai 48, bụng 55 và dài 72, 450.000 cho một em áo gió siêu đẹp các anh chú ơi. Độ mới rất là cao, dày dặn. Mã P1 ạ. Em Thanh lên mã P2. Mã P2, vai 48, bụng 54 và dài 65. Vai 48 ạ, bụng 54 và dài 65. Con này thì với cái tông màu của nó sẽ là màu ghi đậm các anh chú nhá, hiệu Napoli. Hiệu Napoli các anh chú ạ. Cổ của nó sẽ thiết kế là cổ bẻ. Phần tay thì cũng là tay cúc bấm đây các anh chú ạ. Những cái tông màu này thì các anh chú độ tuổi trung tuổi thì mặc sẽ rất là đẹp nhá. Nó sẽ có cúc ở dưới này mà mình có thể tăng chỉnh đấy ạ. Nó kiểu dáng bu rông. Nó kiểu dáng bu rông anh nhá chú ạ. Đó. Và nó là gió hai lớp. Hai lớp cũng khá là dày dặn. Phía bên trong của nó cũng có túi ngực anh nhá chú ạ. Và lớp lót bên trong đây nó cũng là lớp lót lụa nhá. Mã P2, vai 48, bụng 55, bụng 54 và dài 65. Con này sẽ phù hợp với anh nhá chú mà cỡ khoảng cao tầm khoảng 1m6 đến 1m63, 64 ấy thì mặc vừa đẹp ạ. Mã P2, vai 48, bụng 54 và dài 65, giá 300.000 cho một em áo Hàn hiệu Lapuni các anh nhá chú ạ. Em lên mã P3, một em áo kiểu dáng bu rông. Vai 45, bụng 51 và dài 62. Những kiểu này thì anh em chú mình không nên mặc dài đâu. Kể cả các anh em chú mặc cao đến 1m65, 67 thì vẫn mặc kiểu dáng thế này. Nó kiểu dáng pilot thời trang mùa hè các anh em chú ạ. Áo được thiết kế là hai lớp. Nó là bên ngoài là lớp gió dù này, phía bên trong cũng là lớp gió dù các anh em chú nhá. Phần cổ, phần tay và phần bo của nó đều thiết kế là len co giãn. Nó sẽ có hai túi ở hai bên và có cúc bấm ạ. Ở phía bên trong của nó thì cũng có túi này các anh em chú nhá. Khóa là hệ khóa nhôm. Đó, form dáng rất là trông cực kỳ là khỏe khoắn, phù hợp những anh những chú mà thích kiểu thời trang phong cách lính á. Mã P3, vai 45, bụng 51 và dài 62 các anh các chú ạ. Giá 400.000 cho em áo áo gió thời trang phong cách lính. Nó kiểu dáng như con L2B các anh các chú, là kiểu áo pilot bản mùa hè. Mã P3, vai 45, bụng 51 và dài 62, giá 400. Em Thanh lên mã P4 ạ, mã P4, vai từ 45 đến 50, bụng 56 và dài 70 các anh chú nhá. Một em áo gió màu đen và phối với màu đỏ ạ. Phía bên ngoài là lớp gió, phía bên ngoài lớp gió caro này, phía bên trong nót lỉ các anh chú ạ. Cổ của nó được thiết kế là dáng cổ trụ, tay có bo và có khóa dán. Ở phía bên ngoài thì cái lớp gió của nó cũng rất là mỏng nhẹ thôi. Nhưng phía bên trong này nó sẽ phù hợp các anh chú mặc những cái hôm mà thời tiết lạnh, xe lạnh các anh chú ạ.
Đó. Kiểu dáng con này thì nó kiểu nó rất là trẻ trung. Mã P4, vai 45 đến 50, bụng 56 và dài 70 anh các chú nhá. Tay bo khóa dán đầy đủ. Con này sẽ có giá là 250.000 cho mã P4, vai 45 đến 50, bụng 56 và dài 70. Con này là made in Myanmar các anh các chú ạ, made in Myanmar. Mã P4, vai 45 đến 50, bụng 56 và dài 70, 250.000. Mã P5, vai 48 đến 52, bụng 58 và dài 75 này. Một êm áo với tông màu của nó sẽ là tông màu đen phối với cả màu màu cam đất rồi màu nâu anh các chú ạ. Áo gió hai lớp và con này thì nó cũng khá là dày dặn để các anh các chú mình có thể là mặc vào những ngày thời tiết nó hơi se lạnh á. Đây ạ. Bên trong của nó nhá sẽ là lót lót nỉ các anh các chú nhá. Lót nỉ mỏng thôi, không quá dày đâu, nhưng mà cái lớp gió của bên ngoài của nó cũng khá là dày dặn đấy. Mã P5 ạ. Vai 48 đến 52, bụng 58 và dài 75 ạ. Tay nó sẽ thiết kế là có dạ có tay bo và có khóa dán các anh các chú nhá. Con này một êm áo hiệu của Hàn các anh các chú ạ, hiệu Moonpix, hiệu Moonpix. Ở bên ngoài nó sẽ thiết kế có hai túi này, hai túi xỏ tay có kéo khóa và hai túi trên ngực ạ. Và rất là đứng form, tông màu này mặc lên cực kỳ là khỏe khoắn trẻ trung. Mã P5, vai 48 đến 52, bụng 58 và dài 75. Một êm áo gió đầy đủ có mũ đi kèm này, mũ và cái mũ này thì có thể tháo rời các anh các chú nhá. Mũ này các anh các chú mình không thích thì mình có thể tháo ra cho nó gọn gàng. Giá 300.000 cho mã P5, vai 48 đến 52, bụng 58 và dài 75 ạ, 300.000. Em lên mã P6, một êm áo hiệu Nike. Vai 52 ạ, bụng 55 và dài 66. Ô, không, cái này là dáng kiểu thiết kế dáng vai trượt, nó may ở phần trước thôi, còn phần sau của nó là dáng vai trượt các anh các chú nhá. Cho nên vai cỡ khoảng tầm 48 đến 52 các anh các chú mới đều mặc được ạ. Bụng 55 và dài 66 ạ, áo gió hiệu của Nike. Con này thì là áo của đội tuyển Juventus các anh các chú ạ. Juventus nhá, đây có nó thêu cái logo của đội tuyển này. Và phía bên ngoài của nó là lớp vải kaki mỏng. Nó là lớp vải kaki mỏng, phía bên trong thì là lớp gió dù các anh các chú ạ. Con này là hiệu Nike đây, made in Indonesia. Độ dày vừa phải các anh các chú, ở cả ba miền mình đều mặc được. Tay có bo các anh các chú ạ. Mã T6, vai 48 đến 52, bụng 55 và dài 66, một êm áo Nike. Thiết kế rất là đơn giản, có một cái logo Nike ở trước ngực. Phía bên này thì lại là một cái logo của đội tuyển Juventus. Và cái phần khóa của nó sẽ có nẹp các anh các chú nhá. Nó khóa à, túi của nó hai bên thì là sẽ có kéo khóa. Để xem bên trong. Bên trong không có túi các anh các chú ạ. Mã P6, vai 55, vai 48 đến 52, bụng 55 và dài 66 á, giá 350.000 cho em áo Nike đội tuyển. Em Thanh lên mã P7 này, mã P7. Vai 48, bụng 54 và dài 73. Con này thì là nó mặc áo kể các anh các chú mình có thể chống gió hoặc là đi mưa nhẹ, mưa đi tuyết đều được anh các chú ạ. Nó là áo nó có tráng bạc. Nó tráng bạc. Con này là 100% nó là ni lông. Cho nên là các anh các chú mình mặc nó chắn gió, cản gió rất là tốt, mũ không tháo rời, tông màu ghi sáng các anh các chú ạ. Cái này các anh các chú mình mặc buổi tối đi đường này mình có thể chắn gió rất là tốt luôn, hoặc là các anh các chú mùa đông mình mặc bên trong là áo lông vũ xong mình khoác bên ngoài cái này đi đường ấy để nó chống gió chống bụi được luôn đấy ạ. Mã P4, vai 48, bụng 54 và dài 73 các anh các chú nhá. Nó sẽ có dây rút ở phía dưới này. Em này sẽ có giá là 200.000. Mã P4 á, áo này thì nó chỉ là một lớp thôi và nó tráng bạc như thế này. P4, à em xin lỗi ạ, P7. P7. Vai 48, bụng 54 và dài 73, mã P7, giá 200.000 cho em mã P7 ạ. Em Thanh lên mã P8 này, với một em áo màu đen hiệu của Tibook. Con này thì cũng là form dáng cho các anh các chú trung tuổi. Vai 53, bụng 61 và dài 71, mã P8 anh các chú ạ. Đây, một con áo hiệu Tibook. Con này thì phần cổ của nó các anh các chú mình có thể bẻ ra hoặc là có thể dựng cổ lên thế này khi mà các anh các chú mình đi đường xa đấy ạ, để cho ấm cổ. Phần tay của nó sẽ được thiết kế là dáng là tay cúc bấm nhá. Đó. Và kiểu dáng của nó sẽ thiết kế là kiểu dáng bu rông, có hai túi ở hai bên. Có hai túi hai bên và cái phần khóa của nó, phần cúc của nó đây đều có được dập tên thương hiệu Tibook anh các chú ạ. Chất vải cực kỳ dày dặn luôn. Con này thì nó là
áo hai lớp thôi nhưng phía bên ngoài của nó dày lắm, nó là cái lớp gió siêu dày ấy, cực kỳ ấm. Nếu các anh em chúng mình mặc mùa đông, hôm mà thời tiết nó hơi se lạnh thì mặc những con này nó cực kỳ phù hợp. Đôi khi mùa đông ấy không phải ngày nào mình cũng lạnh để mà mình mặc những chiếc áo đại hàn hoặc áo lông vũ, mà những cái con áo gió này mới là thông dụng nhất đấy các anh em chú ạ. Mã P8 á, vai 53, bụng 61 và dài 71 các anh các chú ạ. 350.000 cho em áo Tây Búc. Em cầm nặng trịch tay luôn đấy các anh các chú ơi. Mã P8, vai 53, bụng 61 và dài 71, 350.000 ạ. Mã P9, một em áo với tông màu xanh than. Vai 48, bụng 61 và dài 72. Vai 48, bụng 61 và dài 72. Một con áo gió chui đầu các anh các chú ạ. Con này độ mới rất là cao. Áo gió của nó là áo gió hai lớp nhá. Phía bên ngoài là lớp gió rất là mỏng nhẹ, và phía bên trong của nó lót lưới này. Đó, ở cả ba miền các anh các chú mình đều mặc được. Và thậm chí là kể cả các anh các chú ở trong miền Nam, mình vẫn có thể mặc những con này buổi tối hoặc các anh các chú mình chống nắng luôn. Nó sẽ thiết kế là dáng tay có bo, phần phía dưới gấu của nó cũng bo. Và con này thì nó sẽ là áo gió chui đầu, nó khóa lửng thế này, và nó cũng có hai cái túi ở hai bên anh nhá chú ạ. Độ mới rất là cao, một em áo hiệu Paul Major anh nhá chú nhá. Cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Con này thì nó sẽ kiểu dáng như thế này, nó sẽ trẻ trung với cả các anh chú mà mùa đông mình đi mặc, đi tập thể thao rồi đi đạp xe, với những chiếc áo này nó rất là tiện dụng bởi vì nó là mỏng nhẹ. Mã P9 á, vai 48, bụng 61 và dài 72. Giá 300.000 cho em P9 á. Em Thanh lên mã P10, một em áo dáng kiểu bomber. Mã P10, vai 47, bụng 53 và dài 67. Vai 47, bụng 53 và dài 67 các anh các chú ơi. Một em áo hiệu Rainstone. Áo này thì nó là kiểu dáng bomber nhá. Màu đen, có bo tay này, bo gấu này, và phần cổ nó cũng là cổ len. Khóa thì là thiết kế là khóa nhôm mà là áo gió một lớp, rất là nhẹ nhàng. Những hôm mà thời tiết nó hơi se lạnh ở ngoài miền Bắc hoặc anh em chú ở mình ở trong miền Nam ấy, mình mặc đi đường chống chống nắng luôn, chống nắng chống gió buổi tối với những con áo này rất là tiện dụng. Và nó sẽ thiết kế có hai cái cúc bấm ở túi ở hai bên như thế này các anh các chú ạ. Màu này thì rất là dễ mặc rồi, và form dáng trẻ. Phần tay của nó được thiết kế là có một cái túi như thế này các anh các chú nhá. Nó giống kiểu áo pilot mùa hè thôi. Mã P10, vai 47, bụng 53 và dài 67. Giá 300.000 cho mã P10 ạ. Em Thanh lên mã P11. Mã P11, vai 41, bụng 52 và dài 70. Form này thì nó hơi nhỏ anh nhá chú ạ, dành cho những chú có người vóc người nhỏ nhắn với phần vai á. Mã P11, vai 41, bụng 52 và dài 70 anh nhá chú ơi. Một con áo với tông màu xanh lá phối màu đen ạ. Áo gió hai lớp, phía bên ngoài là lớp gió của nó đây, rất là mỏng nhẹ nhàng. Cổ thiết kế là cổ trụ các anh các chú nhá. Phía bên trong của nó là lót, phần sau lưng thì là lót lót ra gió dù này, phần phía trước của nó cũng là gió dù luôn các anh các chú ạ. Có hai túi ở hai bên, cực kỳ nhẹ nhàng với tông màu trẻ trung. Nó đầy đủ có dây kéo ở dưới ống ở dưới gấu này cho em, để khi các anh các chú mình có đi đường mà sợ gió vào ấy thì các anh các chú mình kéo nó lại. Tay của nó thì sẽ có bo tay này, có khóa dán đầy đủ các anh các chú nhá. Mã P11, vai 41, bụng 52 và dài 70. Mã P11 ạ. Vai 41, bụng 52 và dài 70, 280.000. Em Thanh lên mã P12. Mã P12, vai 46, bụng 55 và dài 64. Vai 46, bụng 55 và dài 64 các anh các chú ạ. Một em áo hiệu outdoor. Con này thì nó sẽ làm với tông màu xanh than, và nó là gió hai lớp ạ. Phía bên ngoài nó là lớp gió này, phía bên trong nó lót nỉ mỏng, để các anh các chú mặc những hôm thời tiết nó hơi se lạnh. Cổ nó thiết kế là dáng cổ trụ các anh các chú nhá. Tay có bo đây ạ, bo cực kỳ ngon lành và có khóa dán. Còn phần phía dưới của nó thì là dáng suông và có cái dây kéo ở hai bên đây ạ, dây kéo đầy đủ. Và nó sẽ có cái phần túi của nó thì sẽ là có khóa kéo nhá. Kiểu dáng con này nó thiết kế rất là đơn giản thế thôi. Ở phần trên ngực của nó có một cái túi này, đó, rất là nhẹ nhàng. Mã P12, vai 46, bụng 55 và dài 64. Mã P12 ạ. Vai 46, bụng 55 và dài 64. Một em áo gió lót, lót nỉ mỏng anh nhá chú ạ. Giá 300.000, tông màu xanh than, cực kỳ dễ mặc. Em Thanh lên mã tiếp theo, mã P13. Một em áo gió màu ghi cực kỳ dày dặn. Mã P13, vai từ 47 đến 52, bụng 55 và dài 68 anh nhá chú nhá. Nó sẽ là tông màu ghi phối với màu trắng đây. Mũ này thì có thể tháo rời các anh các chú ạ. Mũ thì có thể tháo rời, có đầy đủ dây kéo ở mũ này. Ở phía dưới này nó cũng có dây kéo cho em nhá. Đây, anh chú nhìn cái phần dây của nó thấy xịn rồi. Với cái chất vải gió của nó cực kỳ dày dặn luôn.
ở phía bên ngoài vải gió rất là dày, phía bên trong lót nỉ mỏng như thế này các anh các chú ạ. Một em hiệu ghia, một em hiệu ghia. Nó sẽ là thiết kế có hai túi ở hai bên này, nó sẽ là có kéo khóa nhá. Trên này nó cũng là có kéo khóa luôn. Con này thì chất vải của nó khá là dày dặn đấy ạ. Phù hợp các anh các chú mặc thời tiết nó hơi se lạnh. Và phần ở trong ngực của nó đây, nó cũng có một cái túi ngực các anh các chú ơi. Tông màu này thì rất là đẹp và trẻ trung, mã T13, vai 47 đến 52, bụng 55 và dài 68, giá 300.000 anh các chú ạ, giá 300.000 em áo của Hàn. Em Thanh lên mã P14 này, một em áo hiệu Lacoste, một em áo gió hiệu Lacoste anh các chú ạ, mã P14. Vai từ 48 đến 52, bụng 57 và dài 68 ạ. Vai 48 đến 52, bụng 57 và dài 68 nhá các anh các chú. Con này thì nó gió hai lớp. Phía bên ngoài lớp gió cực kỳ mỏng, phía bên trong của nó thì lót lưới các anh các chú nhá. Ở cả ba miền các anh các chú mình đều mặc được và thiết kế rất là đơn giản và sang. Tay nó có bo. Tay có bo và phần dưới của nó cũng là có bo các anh các chú ạ. Cổ thiết kế là dáng cổ trụ đây, có cúc bấm. Đây một em áo Lacoste form size của nó, form size 100 tương đương với lại form size L. Đầy đủ tag đi kèm. Đây các anh các chú có thể quan sát giúp em cái phần móc cái dây kéo khóa này. Có cả cái logo hình con cá sấu luôn. Đó, chất vải nó rất là nhẹ nhàng. Mã P14, vai 48 đến 52, bụng 57 và dài 68 mà một em áo Lacoste. Một em áo gió Lacoste nhá, em này sẽ có giá là 450.000. Form dáng cực kỳ nhẹ nhàng, dễ mặc, các anh các chú ở cả ba miền đều mặc được cho em. Mã P14, vai 48 đến 54, bụng 55 và dài 68. Ủa, con này có cái túi ở ngực à? Con này bên trong nó có túi ấy, các anh các chú ạ. Có túi ở phần chỗ ngực này này. Và có dây kéo luôn. Mã P14, vai 48 đến 52, bụng 57 và dài 68, 450.000 cho em áo Lacoste. Em Thanh lên mã P15, một em áo gió hàng một lớp, mã P15, vai 51, bụng 59 và dài 74. Cái này các anh các chú mình có thể là ở cả ba miền các anh chú mình đều mặc được này, hoặc những anh các chú mình có thể mặc đi tập thể thao hoặc là mình mặc đi đường để mình chắn bụi chắn gió các anh các chú ạ. Con này thì mũ của nó thì không tháo rời đâu, các anh các chú mình có muốn gọn gàng thì mình có thể cuộn mũ vào, có cái dán ở đây này. Với tông màu của nó sẽ là tông màu hai tông màu xanh nhá. Màu xanh nước biển với màu xanh navy các anh các chú ạ. Form dáng kỳ dễ mặc và cái phần ở nách của nó đây, nó sẽ là có những cái lỗ li ti thông hơi này. Mã P15, vai 51, bụng 59 và dài 74, giá 200.000 các anh các chú ạ. Mã P15, vai 51, bụng 59 và dài 74, một em hiệu Colorpink của Hàn, giá 200. Em Thanh lên mã P16, một em áo kiểu dáng bomber, vai 46, bụng 54 và dài 63. Những kiểu này á, thì form nó thường là ngắn các anh các chú nhá. Mình đừng ngại mặc nó form nó bị ngắn, bởi vì kiểu dáng nó là bomber thì mình không thể mặc nó trùm mông được đâu ạ. Mã P16, vai 46, bụng 54 và dài 63. Một em áo gió hai lớp. Một em áo gió hai lớp, phần bên ngoài của nó sẽ là lớp gió dù cực kỳ dày dặn. Phía bên trong là lớp lót dù mỏng này các anh các chú ơi. Tay có bo. Đó. Và cái phần khóa của nó sẽ là có cái nẹp như thế này. Khóa của nó sẽ là thiết kế là khóa nhôm ạ. Mã P16, vai 46, bụng 54 và dài 63. Mã P16, vai 46, bụng 54 và dài 63. Em này sẽ có giá là 300.000 ạ. 300.000 anh các chú nhá. Phía bên trong của nó không có túi đâu anh các chú ạ. Nó chỉ có hai túi ở phía bên ngoài này thôi. Mã P16, vai 46, bụng 54 và dài 63, 300.000. Em lên mã P17, một em áo hiệu New Balance. Mã P17 ạ. Rất là đẹp luôn. Con này thì cái màu sắc của nó thì là màu tím và màu chủ đạo, phối cả màu ghi màu xanh anh các chú nhá. Mã P17 này. Vai từ 50 đến 54, dài 58. À em xin lỗi ạ. Vai từ 50 đến 54, bụng 58 và dài 78 nhá. Một em áo hiệu New Balance. Con này thì cái mũ của nó thì sẽ không tháo rời được. Mũ em xem nào. Mũ con này không tháo rời được đâu các anh các chú ạ. Nếu mà các anh các chú mình không thích nó là xóa thì mình cuộn nó vào như thế này thôi. Đó. Rất là xịn sò, có một cái logo New Balance ở trước ngực. Con này nó là gió hai lớp nhưng mà cái chất gió của nó cũng khá, chất gió của nó mềm ở phía ngoài ấy và phía bên trong của nó lót nỉ này. Lót nỉ nhá, sẽ phù hợp với các anh các chú mặc không ở thời tiết nó hơi se lạnh. Cực kỳ đẹp luôn. Con này kiểu dáng của nó dáng pát ca.
Nó là dáng pasta đấy anh chú ạ. Nó sẽ có hai cái túi rất là to ở phía dưới này đó, và có dây rút ở trong, dây rút ở trong bụng này các anh các chú này. Đây cái phần dây kéo của nó đây các anh các chú ơi, đó đầy đủ tag đi kèm. Từ cái phần dây kéo của nó đây đều có tên thương hiệu New Balance, rồi tên cái đường line của nó nhá, hàng chuẩn New Balance rất là xịn sò, mã P17, vai 50 đến 54, bụng 58 và dài 78 á. Con này thì nó là dáng bát ca, giá 400.000, 400.000 cho em New Balance này, em cầm nó nặng chịch tay luôn. P18, em Thanh lên một con áo hiệu Exanoren ISL các anh các chú ạ, với tông màu là hợp tông màu rêu. Mã P18, vai 54, bụng 61 và dài 77 ạ. Vai 54, bụng 61 và dài 77 các anh các chú nhá. Con này thì kiểu dáng của nó cũng khá là dài đấy, để kiểu dáng các anh các chú mình mặc nó sẽ kiểu ngang mông ấy. Mã P18 ạ. Áo gió hai lớp, hai lớp anh các chú ạ, phía bên ngoài lớp gió dù, là phía bên trong lót lưới cực kỳ nhẹ nhàng. Cổ của nó sẽ thiết kế là dáng cổ bẻ nhá. Ô, con này nó có cái khóa gì đây, đến xem trong này nó có mũ không. Chắc là người ta cũng ít khi à, không, cái này nó khóa trang trí thôi, nó không có mũ đâu anh các chú ạ, nó chỉ là cái khóa trang trí thôi ạ. Đó, anh em chú mình có thể để cổ dựng lên như thế này hoặc là cổ bẻ ra đều được ạ. Tay của nó sẽ thiết kế là dáng tay cúc bấm các anh em chú nhá. Đó, hiệu ESL, Exanoren này các anh em chú ơi. Tất cả các phần cúc bấm của nó đây đều có tên thương hiệu nhá. Và khóa, khóa của nó thì sẽ là khóa đồng, à, khóa nhôm Exanoren này. Mã P18, vai 54, bụng 61 và dài 77, form size khá là to. Các anh các chú mà cỡ khoảng tầm 7 8 80 cân vẫn mắc vừa. Mã P18, vai 54, bụng 61 và dài 77 các anh các chú ạ. Em này sẽ có giá là 450.000 cho một em Exanoren tông màu xanh rêu. Mã P18, vai 54, bụng 61 và dài 77. Phần tay của nó thì là một gió một lớp thôi các anh các chú nhá. Còn phần thân của nó sẽ là lót lưới. Giá 450.000 cho mã P18. Em Thanh lên mã P19 ạ, một em áo hiệu Nike với cái chất vải gió cực kỳ nhẹ luôn, mã P19 này. Vai từ 50 đến 55, bụng 62 và dài 72 các anh chú ạ. Con này thật ra cái phần vai của nó mặc bao nhiêu cũng được bởi vì nó là kiểu dáng tay rơi ấy. Đây ạ. Tông màu là màu đen, đen chì ạ, phối với màu trắng kem các anh chú nhá. Vải gió cực kỳ nhẹ nhàng, gió của nó là gió, phần đằng sau của nó là một lớp, đằng trước của nó thì là lót thêm lưới này các anh các chú ạ. Chất vải nhẹ tênh hình tành, nếu mà các anh các chú mà gập nó vào ấy chắc nó chỉ bằng một cái nắm tay thôi, cực kỳ nhẹ nhàng. Một em áo hiệu Nike đây, cái phần khóa kéo của nó cũng có móc, cũng có cái logo móc câu Nike các anh các chú nhá. Con này là made in China, made in China nhưng nó hàng xuất về Hàn các anh các chú ạ. Đó, áo gió này, áo gió hai lớp, cái phần phía lót lưới của nó cũng cực kỳ nhẹ nhàng. Đó, có phần tay của nó thì sẽ có bo tay, sẽ có bo tay, và phần ở dưới của nó thì nó sẽ có dây rút anh nhá chú ạ. Nó sẽ có cái dây kéo đây, dây kéo phía đằng trước. Đó, con này thì form dáng nó rất là trẻ trung, và các anh các chú mà mình có cái phần vai to chẳng hạn thì mặc thoải mái đi. Rất là rộng rãi, mã P19 á, bụng 62 và dài 72 các anh các chú nhá. Con này sẽ có giá là 300.000 cho một em áo Nike, cực kỳ là trẻ trung, mã P19, bụng 62 và dài 72, giá 300.000. Mã P20 ạ, một em áo kiểu dáng bomber. Con này thì nó là áo gió một lớp. Vai 44, bụng 52 và dài 67. Vai 44, bụng 52 và dài 67 các anh các chú ơi. Với tông màu của nó sẽ là màu xanh rêu. Màu xanh ghi, em xin lỗi, là màu xanh ghi ạ. Nó sẽ thiết kế rất là nhẹ nhàng ở cả ba miền các anh các chú mình đều mặc được. Tay bo này, dưới này có nó cũng bo, và phần cổ nó cổ len anh các chú nhá, chất gió rất là nhẹ nhàng luôn. Đây, gió một lớp, và cái đường may của nó cực kỳ đẹp chắc chắn các anh các chú ạ. Anh các chú có thể quan sát cho em tất cả cái đường may của nó đây, nó đều may ốp nhá. Đó, màu đẹp lắm, con này mặc lên rất là khỏe khoắn. Mã P20, vai 44, bụng 52 và dài 67 các anh các chú ạ. Con này sẽ có giá là 280.000 cho em áo gió một lớp, mã P20, vai 44, bụng 52 và dài 67, 280.000. Mã P21 này, em lên một con áo hiệu Pass. Con này thì cũng dành cho các anh chú mà tầm trung tuổi ấy, mặc rất là đẹp. Cái này thì em sót, em chưa là.
Còn nhà em anh chú yên tâm, nhà em giặt giặt giũ rất là cẩn thận rồi. Có những con kiểu là nhà em khi mà trả hàng về đều được là, nhưng mà nhiều khi là mình để trong túi lâu ngày ấy thì không tránh khỏi cái việc nó bị nhau lại một xíu. Mã P21, vai 46, bụng 56 và dài 68 á. Vai 46, bụng 56 và dài 68, một em hiệu pass của Hàn các anh các chú nhá. Con này thì cái phần cổ của nó sẽ thiết kế là dáng cổ trụ và có cái đai này. Đó, phía bên trong nó lót lụa các anh các chú ạ. Lót lụa rất là đẹp và nó sẽ có túi ở ngực. Đó, form dáng này thì dành cho các anh các chú trung tuổi. Phần tay thì nó sẽ thiết kế là tay cúc bấm có hai nấc như thế này các anh các chú ơi. Thiết kế cực kỳ đơn giản và dễ mặc, mặc những con này rất là sang. Các anh các chú mình cứ từ khoảng tầm 45 50 tuổi trở lên mặc những form này cực kỳ dễ mặc luôn đấy ạ. Mã P21, vai 46, bụng 56 và dài 68, giá 300 nghìn. Giá 300 nghìn anh các chú nhá, áo gió hai lớp, hàng hiệu của Pass. Mã P21, vai 46, bụng 56 và dài 68, giá 300. Em Thanh lên mã P22, một em áo kiểu dáng bomber với tông màu ghi sáng á. Vai 53, bụng 58 và dài 66 anh nha chú ạ. Vai 53, bụng 58 và dài 66, một em áo gió hai lớp, chất vải cực kỳ dày dặn luôn. Nó là gió nhưng mà nó kiểu dày như kiểu là áo kaki anh nha chú ạ. Phía bên trong của nó lót lụa này, độ mới rất là cao. Con này thì có tay bo, tuy nhiên cái phần tay của nó không phải là bo xít vào đâu. Đây ạ. Kiểu dáng cực kỳ là đẹp luôn, phẳng phiu, chất vải đẹp lắm, không có điểm chê. Nhanh những chú mà thích mà kiểu dáng bomber mà thích những tông màu sáng ấy thì mình không nên bỏ qua con này. Con này thì nó là dòng gốc anh các chú ơi, của Eligop đây, một em áo hiệu Eligop nhá. Cái phần túi của nó thì nó sẽ có, anh các chú mình có thể bỏ cái che che túi ở ở trong, hoặc là các anh các chú mình có thể để cái mang xét này ra bên ngoài như thế này, đều rất là đẹp, tông màu ghi sáng anh các chú ơi, độ mới rất là cao. Đó, mã P22 này, vai 53, bụng 58 và dài 66, cực kỳ đẹp luôn. Em cầm con này cũng nặng trịch tay luôn anh các chú nhá, rất là mới. Và nó đầm này, nó đầm vào cái form của nó vô cùng đẹp, màu sắc cũng trẻ trung, mã P22. Con này thì nó sẽ thiết kế là có một cái túi ở phần tay và sẽ có kéo khóa nhá anh các chú ạ. Đây, phần bên tay của nó sẽ có một cái đường may, một cái đường lai gió bằng với chất vải ở bố rủ. Mã P22, vai 53, bụng 58 và dài 66, giá 400 nghìn con này. Thật ra con này thì đo là vai 53 nhưng anh em chú mặc vai 50 mình vẫn mặc được, nó hơi trễ một xíu. Thì cái kiểu dáng cái này cực kỳ dễ mặc, mình không cần phải mặc vừa xít vai đâu. Có thể nó hơi hẹp một xíu hoặc là hơi rộng một tí cũng được. Mã P22, vai 53, bụng 58 và dài 66 ạ, giá 400. Em lên mã P23, một em áo gió hai lớp, chất vải cực kỳ dày luôn. Mã P23, vai 50, bụng 56 và dài 75, một con áo với tông màu xanh nước biển phối với màu xanh than các anh các chú ạ. Con này thì cực kỳ dày dặn và nó sẽ có thể là đi tuyết để chống tuyết hoặc là chống mưa nhỏ các anh các chú ơi. Phía bên trong của nó đây, phía bên trong của nó sẽ là nót lót với lại một cái lớp đây, lớp lớp dù nhá, lớp gió dù cực kỳ xịn sò. Phía bên ngoài là cái lớp gió mà nó có thể là kháng nước nhẹ. Đó, tay có bo này, tay có bo có khóa dán. Cái phần mũ của nó thì có thể tháo rời, các anh các chú mình không thích thì mình có thể tháo ra. Con này thì nó rất là dày dặn đấy, các anh các chú mình có thể mặc đi chống gió hoặc là mặc những hôm mà thời tiết hơi se lạnh đi đường ấy, con này nó cản gió cực kỳ tốt các anh các chú ạ. Mã P23, vai 50, bụng 56 và dài 75 ạ. Con này giá là 300.000. Mã P23, vai 50, bụng 56 và dài 75, giá 300. Em Thanh lên mã P24, một con áo gió chất rất là dày dặn với tông màu nâu. Mã P24, vai 54, bụng 58 và dài 70 các anh chú ạ. Vai 54 ạ, bụng 58 và dài 70, một em áo hiệu Parklen. Cái cổ của nó sẽ là thiết kế cổ bẻ đây các anh chú ơi. Và cái tông màu này ấy, mặc lên rất là sang, phù hợp với các anh chú mà lớn tuổi. Tay thì được thiết kế là dáng cúc bấm như thế này các anh chú ạ, cúc bấm hai nấc nhá. Phía bên ngoài của nó là lớp, nó không phải lớp gió mà nó kiểu lớp kaki các anh chú ạ. Và phía bên trong nó lót nỉ, bên trong nó lót nỉ như thế này, cực kỳ ấm và form dáng nó gọn gàng. Tông màu này rất là đẹp, trông xa em cứ tưởng giống như là cái áo da lộn ấy, nhưng mà nó là áo áo kiểu chất vải kaki, cực kỳ khó tả luôn, mặc lên đảm bảo cực rất là sang. Đây, một em áo hiệu Parklen, phía bên trong của nó lót cam này các anh chú ạ. Và phần túi ngực đây,
túi ngực nhá, có hai túi luôn. Mã P24, vai 54, bụng 58 và dài 70 ạ. Vai 54, bụng 58 và dài 70, mã P24, một em áo hiệu Park Len, giá 350.000 ạ. Form này thì sẽ phù hợp với các anh các chú mà trung tuổi, lớn tuổi đấy ạ. Em Thanh lên mã P25 với một em áo gió màu xanh than P25, vai 48, bụng 54 và dài 72. Con này thì nó cũng là gió hai lớp. Gió hai lớp, phía bên ngoài là lớp gió, phía bên trong là lót nỉ mỏng đấy các anh các chú ạ. Phù hợp với anh các chú mặc hôm mà thời tiết nó hơi se lạnh. Mũ của nó thì có thể tháo rời nhá, nó có cúc bấm tháo rời đây. Đầy để đầy đủ mũ và cúc phụ, đầy đủ mũ này và cái dây kéo đi kèm. Phần dưới này cũng có dây kéo anh các chú ạ, tay bo, tay có bo và có khóa dán, mã P25. Vai 48, bụng 54 và dài 72. Vai 48, bụng 54 và dài 72 các anh các chú ạ. Nó sẽ thiết kế là có hai túi ở hai bên này, có kéo khóa này. Phần trên ngực ạ, nó cũng là một túi có kéo khóa và phía trong này cũng có túi luôn. Rất là nhiều túi để anh các chú mình đựng đồ, nếu mà mình đi đường ấy, mình để ví này, để bóp hoặc là để điện thoại vào phía bên trong, cực kỳ cẩn thận luôn. Mã P25, vai 48, bụng 54 và dài 72, 280.000 ạ. Mã P26, em lên một em áo gió một lớp của Winston. Mã P26, vai 48, bụng 51 và dài 70. Vai 48 á, bụng 51 và dài 70 các anh các chú ạ. Với tông màu của nó sẽ là màu xanh nước biển. Áo này thì nó sẽ có mũ đi kèm và không tháo rời. Anh các chú mình mà không có thích mũ như thế này thì mình có thể quận nó vào trong. Mình quận nó vào trong ở cái cổ này, rất là gọn. Và cái gió này thì là gió một lớp nhá, vô cùng nhẹ nhàng luôn. Anh các chú ở cả ba miền đều mặc được cho em ạ. Đó, tay của nó sẽ thiết kế là có bo tay và có khóa dán. Có bo tay và có khóa dán các anh các chú nhá. Rất là nhẹ nhàng. Áo thì được thiết kế có hai túi ở hai bên và có kéo khóa, còn bên trong của nó không có túi đâu. Đây ạ, phía trên ngực cũng có một túi này. Mã P26, vai 48, bụng 51 và dài 70, em áo Winston, giá 280.000 ạ. Em Thanh lên mã P27. Mã P27, một em áo gió màu đen hai lớp, mã P27. Vai 46, bụng 53 và dài 66. Vai 46, bụng 53 và dài 66 anh các chú nhá. Nó là áo gió có mũ không tháo rời anh các chú ạ. Kiểu dáng cực kỳ nhẹ nhàng, thiết kế đơn giản, ở cả ba miền anh chú mình đều mặc được. Áo thì nó sẽ là kéo khóa và có cái nẹp ở phía bên ngoài đây ạ. Phía bên trong nó lót lụa mỏng, ở phía ngoài thì là lớp gió của nó rất là mỏng nhẹ luôn. Kiểu dáng đơn giản cực kỳ. Đó, nó sẽ có hai cái túi có kéo khóa đây ạ. Rất là mượt mà nhá. Trong này nó cũng có túi ngực này các anh các chú ơi. Mã P27, vai 46, bụng 53 và dài 66. Dáng tay của nó dáng tay suông, mũ không tháo rời, có dây kéo, giá 250.000. Mã P27, vai 46, bụng 53 và dài 66, 250.000 ạ. Em lên mã P28 này, một em áo hiệu Columbia với tông màu xanh than ạ. Mã P28, vai 48, bụng 58 và dài 76. Vai 48, bụng 58 và dài 76 nhá. Con này thì nó cũng khá là dày dặn. Lớp ngoài nó cực kỳ dày luôn, ở phía bên trong của nó này xịn sò lắm các anh các chú ơi. Áo của Hàn tác mác đầy đủ cho em. Và con này thì nó sẽ có mũ đi kèm, mũ có thể tháo rời đấy ạ. Có kéo khóa nhá và có khóa dán á ở mũ. Hiệu Columbia các anh các chú ạ. Form dáng của nó cũng khá là to. Đó, có đầy đủ dây kéo này. Phần dây kéo của nó cũng còn rất là mới đấy nhá anh các chú ạ. Tay của nó sẽ thiết kế là nó không có chun đâu, nó chỉ là có khóa dán như thế này thôi, để các anh chú mình điều chỉnh. Kiểu dáng rất là đơn giản, nhưng con này thì vô cùng dễ mặc, dành cho những anh những chú mơ kiểu dáng vóc người cao to ấy. Áo thì nó được thiết kế là có túi hai bên và có kéo khóa phần trên ngực này này, còn nó cũng có một cái túi có khóa dán luôn anh chú nhá. Và tất cả cái khóa của nó là khóa răng cưa, là khóa răng cưa, và cái phần móc của thì bằng kim loại các anh chú ạ. Con này dày dặn lắm, mặc khá là ấm đấy. Hay chú mùa đông mình có thể là mặc những hôm mà thời tiết nó hơi se lạnh mình mặc như thế này, một áo thôi. Còn nếu mà anh chú mà mình cần đi đường ấm hơn ấy thì bên trong anh chú có thể mặc áo lông vũ. Áo lông vũ sau đó là bên ngoài mình khoác một con áo gió như thế này. Nó đầy đủ mũ như thế này, đi đường cực kỳ ấm luôn. Mã P28, một con hiệu Columbia. Vai 48, bụng 58 và dài 76, giá 400.000 anh chú ơi.
rất là mới, độ mới cao. Rồi. Cái logo Columbia được thêu trên ngực ạ, mã P28, vai 48, bụng 58 và dài 76 ạ, 400.000. Mã P29 này, một em áo kiểu dáng bomber với tông màu ghi sáng. Mã P29, vai 50, bụng 61 và dài 72. Con này thì kiểu dáng nó rất là trẻ trung bởi vì nó sẽ có những cái tem may vào như thế này các anh chú nhá. Kiểu dáng cực kỳ trẻ trung. Cái phần bo của nó thì là màu đen các anh chú ạ. Còn áo thì là áo hai lớp. Áo hai lớp ạ. Phía bên ngoài lớp gió dù, phía bên trong cũng là lớp lót dù luôn. Mã P29, vai 50, bụng 61 và dài 72. Em này có giá là 300.000 các anh chú nhá. Kiểu dáng bomber. Kiểu dáng bomber, mã P29, vai 50, bụng 61 và dài 72, giá 300.000. Mã P30 ạ, em thanh lên mã P30, một em áo hiệu Hennes. Con này là một em Hennes Edelweiss anh các chú ạ. Với tông màu đỏ, màu trắng kem với cả màu xanh than, áo gió hai lớp. Phía bên ngoài là lớp gió này, phía bên trong còn nó là lót lưới mỏng nhẹ. Áo màu sắc rất là trẻ trung. Kiểu dáng có bo này, có tay có bo và kiểu dáng là kiểu dáng bu rông anh các chú nhá. Kiểu dáng này kiểu dáng bomber chứ em xin lỗi, dáng bomber. Đây anh các chú này. Còn co giãn rất là tốt đây. Áo của Hàn đầy đủ tác đi kèm. Mã P30. Vai. Vai của nó thì là sẽ là dáng vai vai suôn ấy. Bao vai bao nhiêu cũng mặc vừa anh các chú ạ. Còn bụng là 64 và dài 74. Form dáng cực kỳ rộng luôn, mã P30. Bụng 64 và dài 74 ạ, giá là 280.000 cho một em hiệu Edwin. Form dáng màu sắc rất là trẻ trung. Em lên mã P31. P31 ạ, vai 47, bụng 54 và dài 69. Vai 47, bụng 54 và dài 69 anh em chú ơi. Một em áo hiệu Z outdoor với tông màu đen phối với màu xanh xanh lá cây ạ. Cực kỳ trẻ trung. Nó là áo gió hai lớp, phía bên ngoài là lớp gió, phía bên trong của nó lót lưới mỏng nhẹ nhá. Con này thì nó sẽ là các anh các chú mình có thể là mình mặc đi tuyết cũng được, nó chắn gió cản gió rất là tốt, chống lạnh tốt anh các chú ạ. Còn chất vải gió thì nó nhẹ nhàng thôi, ở cả ba miền anh các chú mình đều mặc được. Mã P31, vai 47, bụng 54 và dài 69. Mã P31, vai 47, bụng 54 và dài 69 á, giá 280.000 anh các chú nhá. Giá 280.000. Tay của nó thì sẽ là không có bo đâu, nó khóa dán như thế này thôi ạ. Rất là nhẹ nhàng. Gió hai lớp, bên ngoài lớp gió, bên trong là lưới. Mã P31, vai 47, bụng 54 và dài 69. Em thanh lên mã P32 này, một em áo rất là trẻ trung cho các anh các chú mà thích kiểu dáng bomber mà form nó vừa phải thôi. Cái này nó nhỏ, mã P32. Vai 50, vai 53, bụng 51 và dài 59. Con này vai là đo kiểu dáng vai trễ. Dáng vai của nó là dáng vai trễ cho nên là các anh các chú vai có lẽ là vai tầm khoảng 45 46 là mặc vừa đẹp. Bụng 51 và dài 59 anh các chú ạ, kiểu dáng rất là trẻ trung. Nó sẽ có in, nó có in sơn ở trên áo này. Đó. Áo gió hai lớp. Phía bên ngoài là lớp là gió dù, phía bên trong của nó là dù các anh các chú ạ. Có bo tay len rồi bo gấu và phần cổ nó là cổ len, mã P32. Vai trễ ạ. Vai tầm khoảng 45 46, bụng 51 và dài 59. Một em áo gió hai lớp, giá 250.000 cho em áo này. Form dáng rất là trẻ, các anh các chú mình có thể mua cho người nhà mình, những người mà có phong cách trẻ trung. Mã P32, vai 45, bụng 51 và dài 59. Form này nó ngắn nhá, phù hợp với các anh các chú mà cao khoảng 1m63 trở lại. Giá 250.000 ạ. Em lên mã P33, mã P33, một em áo cũng kiểu dáng bomber với tông màu đen. Mã P33, vai 46, bụng 54 và dài 67. Mã P33, vai 46, bụng 54 và dài 67 các anh chú ơi, tông màu đen và phần sau lưng của nó đây, nó sẽ là có hình in nhá. Đó, áo gió dù. Và khóa của nó được thiết kế là khóa đồng anh nhá chú ạ, áo gió dù, phía bên ngoài lớp dù, phía bên trong cũng phía bên ngoài lớp gió dù này, phía bên trong cũng là lớp dù mỏng. Kiểu dáng của nó thì rất là đơn giản, tuy nhiên cái phần sau lưng của nó thì có hình in, kiểu dáng cực kỳ trẻ trung anh nhá chú ạ. Mã P33, vai 46, bụng 54 và dài 67 này, giá 300.000.
Em lên mã P34, một em áo hiệu Nepa với tông màu xanh than phối với lại màu neon quanh cho chú ạ, màu xanh neon. Mã P34. Vai 43, bụng 54 và dài 67. Vai 43, bụng 54 và dài 67, một em áo hiệu Nepa. Con này thì nó sẽ là áo gió hai lớp. Phía bên ngoài của nó thì là lớp gió nhá, phía bên trong của nó cũng là lót. Lót gió mỏng nhẹ cực kỳ luôn, và cái lớp lót của nó đều có tên, dập tên thương hiệu Nepa. Đó, con này thì nó có sẽ có dây kéo ở phía dưới này. Túi của nó cũng có khóa kéo luôn anh các chú nhá. Áo dáng thì được thiết kế là tay tay nó có khóa dán thôi, không có bo đâu ạ. Cổ trụ. Màu sắc rất là trẻ trung cho các anh các chú mà mình mua để mình đi tập thể thao, mình đi đạp xe. Mã tuy nhiên form này nó hơi nhỏ. Cái phần vai của nó hơi nhỏ các anh các chú nhá. Mã P34. Vai 43, bụng 54 và dài 67 ạ. Giá 300.000 cho em Nepa hai lớp. Em Thanh lên mã P35. P35 ạ. Vai 50, bụng 53 và dài 71. Vai 50 ạ, bụng 53 và dài 71 anh nhá chú ơi. Một em áo gió với chất vải của nó là gió gió thun ý, cực kỳ xịn luôn. Cái dòng này là dòng kiểu áo gió cao cấp với tông màu xanh ghi. Áo thì nó có mũ đi kèm mà nó không có thể, nó không tháo rời được đâu ạ. Đó, form của nó đây, cực kỳ đẹp luôn. Tay có bo này, có cúc bấm á. Và cái phần dáng của nó thì là dáng suông nhá, phía hai bên của nó sẽ là có túi cực kỳ sâu luôn. Áo gió hai lớp, phía bên ngoài cái lớp gió của nó sẽ lớp gió thun, phía bên trong của nó lót lưới mỏng nhẹ anh các chú ạ. Tuy nhiên con này thì cũng khá là dày dặn bởi vì cái lớp ngoài của nó đã dày rồi cơ. Nó là cái dòng gió cao cấp ý các anh các chú ạ, nên này nó co giãn nhá. Đó, nó khá là dày dặn đấy ạ. Mũ này thì không tháo rời đâu, form dáng rất là đẹp và nó có cái dây, nó sẽ có dây rút, nó sẽ có cái dây rút ở phần lưng này các anh các chú ạ. Để các anh chú mình mặc đi đường mình có thể kéo cái dây không bị gió nó lùa vào á. Để em xem. Đây các anh chú ạ. Đây này, có dây kéo ở lưng. Áo gió của Hàn nhá, tắc mắc đầy đủ đi kèm. Con này độ mới rất là cao, màu đẹp lắm. Cái tông màu của nó sẽ là màu xanh ghi các anh chú ạ, cực kỳ đẹp luôn. Mã P35. Cái chất vải của gió của nó là cái chất vải gió cao cấp siêu đẹp. Vai 50, bụng 53 và dài 71 anh nhá chú ạ. Vai 50, bụng 53 và dài 71 nhá. Một em áo của Hàn, chất vải cực kỳ đẹp luôn. Giá 400.000, mã P35. Form dáng trẻ trung. Vai 50, bụng 53 và dài 71 ạ. 400. Mã tiếp theo em Thanh lên mã P36 này, một em áo hiệu Fila với tông màu trắng anh nhá chú ạ. Cái này thì nó sẽ là phù hợp với lại những chú mà kiểu giọng và dáng người nhỏ, hoặc là mình có thể là mua cho các chị các cô. Nó là kiểu form dáng là unisex cho nên là nam nữ mình đều mặc được ạ. Form nó hơi nhỏ các anh các chú nhá. Một em áo hiệu Fila với tông màu trắng. Mã P36. Mã P36 á. Vai từ 40 đến 45, bụng 50 và dài 66 các anh các chú ạ. Cái dáng vai của nó sẽ là dáng vai suôn nhá. Mã P36. Vai từ 40 đến 45, bụng 50 và dài 66 á, chất vải gió thun. Chất vải gió thun co giãn đây. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Con này thì các anh các chú mình có thể mua tặng người nhà có lẽ nó sẽ hợp hơn, bởi vì cái form này nó nhỏ ấy. Tuy nhiên cái áo gió này thì nam nữ mình đều mặc được, tuy nhiên là mình có thể mua cho các chị các cô hoặc là các cháu nhà mình. Kiểu dáng rất là trẻ trung, mũ không tháo rời. Một em áo hiệu Fila các anh các chú nhá, cực kỳ xịn luôn, chất vải nhẹ nhàng vô cùng. Áo được thiết kế là có hai túi ở hai bên, có kéo khóa. Đây Fila Sport với tông màu của nó sẽ là màu trắng sữa. Mã P36 á, vai 40 đến 45, bụng 50 và dài 66. Giá 350.000 cho em áo Fila này các anh các chú ơi, chất đẹp cực kỳ luôn này, co giãn. Nó là gió thun. Mã P36 á, em Thanh lên mã P37. Một em áo hiệu này, hiệu Lensdart. Mã P37. Vai 48, bụng 56 và dài 68. Vai 48 á, bụng 56 và dài 68 anh các chú nhá. Một em áo kiểu dáng bomber màu đen. Con này thì nó sẽ là màu đen cực kỳ dễ mặc, vào phía đằng sau của nó đây. Đó, phần bo viết cái thứ của nó cực kỳ ngon lành này các anh các chú ơi. Tay tay bo này, cổ len, phần phía dưới nó cũng bo như thế này. Áo gió hai lớp.
áo gió hai lớp, với cái phần bên ngoài của nó, lớp ngoài của nó là gió dù, phía bên trong cũng là gió dù mỏng anh nhá chú ạ. Túi của nó sẽ là túi khúc bấm, kiểu kiểu dáng là pilot mùa hè đây ạ, cực kỳ xịn sò phẳng phiu nhá. Tay của nó cũng sẽ có một cái túi nhỏ mã P37, vai 48, bụng 56 và dài 68 á. Con này giá 400 nghìn anh nha chú ơi, 400 nghìn cho một em áo pilot thời trang bản mùa hè. Mã P37, vai 48, bụng 56 và dài 68 á, giá 400 nghìn. Em Thanh lên mã P38, vai 47, bụng 54 và dài 76, một em áo hiệu Under Armour. Một em áo hiệu Under Armour, con này đẹp cực kỳ luôn. Phía bên ngoài đó là lớp gió thun, phía bên trong lót nỉ đấy ạ. Phía bên trong lót nỉ nhá. Con này thì là hàng của Nhật. Hàng của Nhật các anh các chú ạ, made in Indonesia và hàng xuất về Nhật. Chất cực kỳ đẹp luôn, với cái tông màu xanh. Kiểu dáng nó đơn giản lắm nhưng mặc con này lên thì bao sang luôn và rất là trẻ trung nữa. Tay được thiết kế là có bo như thế này. Đó. Phần bo, phần khóa của nó thì là sẽ về cái tông màu neon. Còn áo nó là áo tông màu xanh nhá, kiểu xanh ngọc lục bảo anh nhá chú ạ. Đây có dây rút ở phía dưới đấy ạ. Đó. Cái phần lớp lót của nó nhìn đã thấy xịn rồi các anh các chú nhá. Lót màu ghi, lót lót nó nỉ bông, à lỉ lỉ nỉ lông màu ghi. Mã P38, vai 47, bụng 54 và dài 76 anh nhá chú ạ. Mã P38 giá 400 nghìn. Vai 47, bụng 54 và dài 76 này, một con áo Under Armour. Em Thanh lên mã tiếp theo ạ. Mã P39, P39, vai 49, bụng 58 và dài 71. Mã P39 ạ. Vai 49, bụng 58 và dài 71. Một con áo màu xanh than, con này thì nó là gió hai lớp. Phía bên ngoài lớp gió nhẹ nhàng, phía bên trong là lót lưới mỏng anh nha chú nhá. Có mũ và mũ của nó thì không tháo rời được đâu ạ. Tay thì được thiết kế là dáng tay bo. Ô con này thì phần thân của nó lót lưới đến phần phía đằng trước. Lót lưới phía đằng trước này. Và phần nửa lưng phía đằng sau thôi, còn phần nửa lưng phía dưới này thì nó sẽ là một lớp và tay nó cũng là một lớp anh nha chú nhá, cực kỳ nhẹ nhàng. Ở cả ba miền anh nha chú mình đều mặc được anh nha chú ạ. Một em áo hiệu Spao. Một em áo hiệu Spao hàng của Hàn anh nha chú nhá. Rất là nhẹ nhàng, mã P39, vai 49, bụng 58 và dài 71. Giá 280 nghìn cho em áo gió này các anh nha chú, một em áo hiệu Spao hàng của Hàn. Tay của nó cũng có một cái túi nhỏ các anh nha chú ạ. Mã P39, vai 49, bụng 58 và dài 71. Cái phần ở dưới ở gấu của nó, gấu áo này, nó sẽ có dây rút, tay có bo các anh các chú nhá. Mã P40 em lên một em áo da đà. Một em áo da đà, con này thì là áo gió một lớp. À, áo gió hai lớp, con này gió hai lớp anh các chú ơi. Gió hai lớp nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng ấy, nhưng mà cầm thì nó nặng. Sờ cái vải của nó thì nó độ dày nó vừa phải thôi anh các chú ạ. Cái này cũng là gió thun. Đấy, tông màu của nó sẽ là màu be. Cực kỳ đẹp luôn, độ mới cao. Mã P40, vai 50, bụng 54 và dài 69 á. Vai 50, bụng 54 và dài 69 này. Made in Bangladesh, đấy, hiệu da đà các anh các chú nhá. Có kiểu dáng của nó sẽ là thiết kế kiểu dáng bomber. Nó cực kỳ dễ mặc. Mã P40, một con áo hiệu da đà. Vai 50, bụng 54 và dài 69. Mã P40 ạ, vai 50, bụng 54 và dài 69. Giá là 380 nghìn cho em da đà này các anh các chú ơi. Đó, phía bên trong của nó đây, nó sẽ là lót với cái lớp vải cực kỳ nhẹ nhàng. Tông màu đẹp lắm, con này mặc lên rất là dễ mặc. Nó không phải là những tông màu nó tối hay là những tông màu nó trắng ấy. Cực kỳ là đẹp và sang. Mã P40, vai 50, bụng 54 và dài 69, 380 nghìn ạ. Em Thanh lên mã P41 này, một em áo hiệu H&M, một em áo hiệu H&M, mã P41, vai 46, bụng 52 và dài 63. Vai 46 á, bụng 52 và dài 63. Cái chất vải này em không tả được nó là cái chất gì luôn ấy, nó là chất kaki bóng á. Nó chất kaki bóng anh em chú ạ, một lớp. Form của nó rất là đẹp và trẻ trung. Chất vải của nó dày lắm, cầm nặng trịch tay em luôn đây này. Đó. Và nó sẽ may kiểu dáng bu rông anh em chú nhá. Nhưng form này sẽ phù hợp với các chú mà kiểu thích phong cách trẻ trung đấy ạ. Thiết kế rất là đơn giản, có hai túi ở phía trước. Phía bên trong của nó thì không có túi đâu. Ôi con này đẹp lắm, từ cái đường may của nó các nhá chú ơi. Nó đều bo viền nhá, mã P41, vai 46, bụng 52 và dài 63 này. Vai 46, bụng 52 và dài 63. Một em áo H&M, giá 400 nghìn. Cái này kiểu là chất vải kaki bóng, à, không phải bóng.
Chứ vải kaki mà nó kiểu nó như kiểu cái phủ lụa bên ngoài các anh các chú ạ, khó tả lắm. Nhưng con này mặc lên rất là chất và sang. Ban đầu em sờ vào con áo này em tưởng là áo da cơ. Mã P441, vai 46, bụng 52 và dài 63 các anh các chú ạ. Giá 400 nghìn cho em H&M này ạ. Em thanh lên mã P42 này. Một em áo gió một lớp, chất nó rất là mỏng nhẹ thôi. Mã P42, vai 45 đến 50, bụng 55 và dài 70. Con này thì là hàng của Hàn các anh nhá chú ạ. Hiệu nó bị mờ cái mất cái hiệu ở trên cổ này rồi. Áo gió một lớp, các anh nhá chú, ở cả ba miền mình đều mặc được. Mặc đi đường, mặc đi chơi thể thao, rồi là mặc để chắn nắng chắn gió đều được các anh các chú nhá. Phía đằng sau này nó sẽ có một cái túi kéo khóa ngang thế này để các anh các chú mình gấp cái áo vào, xong mình lộn vào để trong cái túi này này, nó rất là gọn gàng luôn. Với tông màu của nó sẽ là tông màu nâu phối màu rêu, à màu ghi ạ, màu nâu tổ phối với màu ghi. Áo được thiết kế là dáng cổ trụ kéo khóa cao các anh các chú ạ, tay có bo và phần phía dưới này nó cũng bo nhá. Màu này mặc lên rất là sang và đẹp, cực kỳ dễ mặc luôn, khỏe khoắn, vô cùng nhẹ nhàng. Cái này các anh chú mình đi đạp xe, đi tập thể dục, chắn nắng, chắn gió đều được. Mã P42, vai 45 đến 50, bụng 55 và dài 70 các anh chú ạ. Em này sẽ có giá là 250 nghìn, nhẹ tinh nành tẩy. Em Thanh sẽ lên mã cuối cùng ạ, mã P43. Mã P43, một em áo màu nâu nhạt, vai 48, bụng 60 và dài 73. Vai 48, bụng 60 và dài 73 các anh chú nhá. Một em áo, con này thì là cũng là hàng của Hàn, áo gió hai lớp anh nhá chú ạ. Phía bên ngoài là lớp vải gió dày, ở phía bên trong nó lót lưới này, cực kỳ xịn sò nhá. Đó, áo thì nó là thiết kế dáng cổ trụ và nó sẽ có hai túi vuông ở phía dưới này, có một túi ở trên ngực ạ. Con này thì nó sẽ có dây rút eo kiểu dáng Pascal các anh nhá chú ạ. Đó, tay của nó thì sẽ là có bo này, sẽ có bo tay, có khóa dán đầy đủ. Mã P43, vai 48, bụng 60 và dài 73. Mã P43, vai 48, bụng 60 và dài 73. Chất vải cực kỳ dày dặn, màu này mặc lên thì rất là sang, phù hợp với mọi độ tuổi các anh các chú ạ. Đó, kiểu dáng Pascal nhá. Mã P43, vai 48, bụng 60 và dài 73, giá 300 nghìn. Vậy là ngày hôm nay em Thanh đã lên tất cả hơn 40 sản phẩm áo gió, hàng của Hàn và hàng của Nhật ạ. Và em Thanh sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc khi em chú mình đặt hàng và nhận hàng. Em xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi video của em Thanh ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.